Dạ vâng ạ, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube là cửa hàng bãi của siêu thị B52 các bác nhé. Vâng thì em cũng xin chào tất cả các bác và em cũng cảm ơn tất cả các bác nhé đã đồng hành cùng với em bao nhiêu năm nay các bác nhé. Và em cũng gửi lời hỏi thăm tới toàn thể các bác thật nhiều sức khỏe các bác nhé. Và thì em cũng rất chi là vui và em cũng báo cáo với các bác là hôm nay em đã về được 14 đôi loa các bác nhé, 14 đôi loa full 30 mà leo các bác nhé. Thì mừng, lý do mừng như thế nào và vui như thế nào các bác nhé. Và thì em cũng báo cáo với các bác 14 đôi này thì em cũng vất vả, và cũng vất vả là cũng giành giật với cả các thương lái anh em nhé. Các thương lái này em cũng giành giật được 14 đôi này. Thì em cũng nói thật sự với các bác rằng em lấy được vào giá mềm thì em cũng tri ân và để cho các bác giá cực kỳ mềm luôn, để cho anh em là đang cũng như chưa có điều kiện để tiếp cận được cái dòng loa leo này các bác nhé. Vâng thì em mời các bác đi theo em để xem vẻ đẹp và tem mác và chất lượng như thế nào các bác nhá. Vâng thì đây là dòng loa full 30 các bác nhá. Thì em đã tất cả em đã tháo hết ra đây. Đó, em hết tháo hết ra đây này các bác này. Đó, tháo hết ra đây để em đang trong quá trình đang dọn dẹp và đang dọn dẹp vệ sinh các bác nhá. Và thùng ở đây các bác nhá. Đấy thùng ở đây để trước tiên em cho các bác xem là cái thùng của nó anh em nhá. Thùng của nó thì đương nhiên rằng thì đây là em chưa tút tát thì anh em nhá. Đang ngoài kia là đang anh em đang lau chùi thì em lau chùi và vệ sinh thì đây những cái vết xước này thì em sẽ xử lý lại cho các bác hết các bác nhé. Và tem của nó đây anh em nhé, thùng của nó đây là thùng nó thùng cân đấy, Wilson Audio các bác nhé, là đóng chìm ở thùng các bác nhé, và sử dụng là thùng cân anh em nhé, thùng cân. Thì chiếc thùng này thì em chưa vệ sinh các bác nhé, chiếc thùng này là em chưa vệ sinh đâu, này em quay làm mẫu cho các bác thôi để chưa ngày mai thì đẹp mướt mắt cho các bác nhé. Và căng của nó đây các bác nhé, đó em căng của nó đây. Đó các bác nhá. Thì em nóng lòng em review lên để cho anh em đặt hàng trước các bác nhá. Em ưu tiên những anh em nào đặt hàng trước các bác nhá. Đó, các bác nhìn đây. Đó, thùng cân cực kỳ đẹp luôn cho các bác, thùng cân. Và nội thất của em nó như thế nào? Em mời các bác đi theo em các bác nhá. Và phân tần của em ở đây thì em tháo hết tất cả phân tần ra để em lau chùi cho các bác nhá. Bụi bẩn là em nó hút bụi lau chùi cho các bác hết, tại vì cái loa này thì cái phân tần nó cũng là dễ là tháo ra. Thì em tháo hết ra cho các bác nhá. Sử dụng là phân tần rối anh em nhá. Sử dụng là phân tần rối các bác nhá. Sử dụng là phân tần rối. Đó. Và đây công suất của em ở đây. Nó là ST12 anh em nhá. Đó ST12. Công suất của con này là 450W một quả anh em nhá. 450W một quả. Và tem của em nó đây, tem 7 màu chống hàng giả đây cho các bác đây. Tem 7 màu chống hàng giả đây các bác nhá. Đó các bác thấy mỹ mãn chưa? Dây tín hiệu là cực kỳ to anh em nhá. Cực kỳ to cho anh em. Và em cho các bác đi xem vào củ chép của nó. Củ chép của nó đây. Thì củ chép của em nó là sử dụng là hoàn toàn là của Wilson hết đây này các bác ơi. Em bật đèn flash cho các bác xem. Đây các bác nhá. Đó. Các bác nghe đây nhá. Wilson Audio đó. Và củ chép mà chép neo mà công suất nó lên tới 55W là các bác nhá, khá là lớn rồi, cực kỳ lớn luôn cho các bác nhá. Công suất lên tới 55W là củ chép, là củ chép neo anh em nhá. Em nhắc này, chép neo anh em nhá. Đó thì cái dòng loa này em nhập vào được khá là mềm thì em cũng tri ân và để cho các bác cũng giá mềm luôn để cho anh em tiếp cận lại, để cho anh em tiếp cận được cái dòng loa neo này. Thì em cũng báo cáo với các bác rằng anh em nào xem được video và xem những buổi livestream trưa nay, anh em đặt hàng thì hãy nhắn tin vào số điện thoại của em trên màn hình. Thì em để cho các bác tri ân cho các bác là dưới 10 triệu đồng các bác nhé. Dưới 10 triệu đồng và 9 triệu mấy và 10 triệu mấy thì các bác cứ gọi điện cho em và các bác nhắn tin cho em các bác nhé. Thì họ sử dụng là kẹp từ trắng anh em nhé. Kẹp từ trắng này thì cái từ này thì anh em không bao giờ sợ bị han rỉ bào mòn theo thời gian, sợ han rỉ các bác nhé. Trắng sáng quắc hơn đẹp cho anh em các bác nhé. Và củ bát của nó đây. Đó, củ bát của nó đây thì em cho các bác xem thông số củ bát của nó nhé. Hoàn toàn là họ khắc BNC ở trên từ luôn anh em nhé. Từ là từ inox này. Các bác nhé, họ sắp đi, họ khắc BNC nhé. Họ không dán tem anh em nhé. Đây em cho anh em xem, em thay quay thuận thì chiều chữ cho anh em xem rồi. Đây các bác nhé. Đó. Công suất của con này là, công suất bát của con này là 350W này anh em này. 350W các bác nhé. Ở 8 ohm các bác nhé. Đây, Wilson anh em nhé. Wilson Audio. Đó, họ đóng trên củ bát này luôn các bác ơi. Wilson Audio họ đóng trên củ bát này luôn. Và cái mã bát này của nó là L1280 anh em nhá, 361 anh em nhá. A đó, 350W các bác thấy chưa, tem mác các bác này. Với cái dòng loa xịn các bác, em bán hàng thì em đương nhiên em phải review chi tiết và cẩn thận rồi, nhưng anh em nhìn vào phát này anh em biết là cái dòng loa này nó như thế nào rồi anh em nhá. Dòng loa này như thế nào rồi đó. Và tem 7 màu đây anh em nhá. Sử dụng là côn 65 anh em nhá, côn 65 đó các bác nhá. Và màng cực sâu cho anh em đó các bác nhá. Và sử dụng là gân 2 sóng các bác nhá, sử dụng là gân 2 sóng. Đó, đó là củ bát của nó. Thì anh em
Tối nay em anh em xem video này, nếu như anh em muốn tiếp cận lại được cái dòng loa, tiếp cận gần được cái dòng loa Neo này thì anh em vui lòng gọi lại số điện thoại ở trên màn hình của em, có anh em nhắn tin thôi. Này em tự khắc em gọi lại cho các bác. Em sẽ để tri ân cho các bác là dưới 10 triệu đồng các bác nhá. Dưới 10 triệu đồng cho đôi loa này, cho dòng loa này. Đó, các bác nhá, chép Neo, sử dụng chép Neo. Thì cái dòng loa Neo này thì anh em biết rồi, thì tiếng cực nhẹ. Anh em nhá, công suất ăn cực kỳ ít công suất, tại vì cái dòng loa Neo này thì họ sử dụng chép Neo. Chép Neo thì ăn độ nhạy cao, thì ăn cực kỳ ít công suất luôn các bác nhá, ăn cực kỳ ít công suất luôn, hát nhẹ bay tiếng các bác nhá. Đó thì anh em đang có nhu cầu là sử dụng cái dòng loa Neo này rất nhiều, mà dòng loa Neo thì giá thành nó cực cao, thì em cũng báo cáo với các bác rằng là em cũng vất vả cạnh tranh với thương lái, thì em lấy được 14 đôi này về, 14 đôi này về mà em lấy giá mềm về, em để cho các bác mềm luôn để cho các bác tiếp cận lại các bác nhá. Đó thì thùng ốc của nó đây, thùng gỗ các bác nhá, thùng gỗ các bác nhá, thùng gỗ chôn khuyên hoàn toàn, tất cả các lỗ là chôn khuyên sắt hết các bác nhá, chôn khuyên hết các bác nhá. Các bác thấy căng của nó cực kỳ đẹp chưa? Đó thì cái này là em chưa có vệ sinh. Đó cái chiếc này, chiếc bụi bẩn này em vẫn chưa có vệ sinh, trong quá trình em đang vệ sinh ngoài kia các bác nhá. Thì trưa mai thì em sẽ review trực tiếp chi tiết và chất âm của nó như thế nào, thì trưa mai mời các bác vào. Còn anh em nào mà muốn sợ, hình như là em đã đơn đặt hàng của em 5-6 đôi rồi đấy, 5-6 đôi dòng loa này rồi, hồi trưa nay em live stream là đơn đặt hàng đã 5-6 đôi rồi các bác nhá. Bằng thì các bác tin tưởng thì em sẽ không mà để cho các bác thất vọng các bác nhá. Và cuối video không còn gì nữa, và em chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Và anh em nào mà chưa xem được video của em mà lần đầu mà thấy cảm thấy mến em thì xin đăng ký kênh để theo dõi diễn biến cửa hàng của bên em như thế nào các bác nhá. Đó các bác nhìn này, đó sử dụng là xương kép anh em nhá, xương kép bát của này, xương kép anh em này cực kỳ đẹp cho các bác đây. Em tháo ra có 14 đôi thì anh em nhá, có 14 đôi đấy, đều như 14 giọt nước các anh em nhá, đẹp mỹ mãn luôn các bác nhá, đẹp mỹ mãn luôn. Từ trắng anh em nhá, từ trắng đó. Vâng thì em chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau ạ. Em chào nhé các bác nhá.